I'm rich. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta quay lại với một con game Việt hóa ha. Con Công Thành Xưng Đế đi. Con này mình thấy free cũng ok. Nói chung cũng nhiều á. Chúng ta vào ha. Bấm vào đây. Rồi việc còn lại là chắc các bạn cũng đủ biết rồi. Bấm vào cái nút màu vàng này nữa là ok ha. Vào thôi. Rồi. Ra server. Dạ cũng nhiều lắm á. 19 nè. Vô đi. Cái này là mình chọn tài khoản ngẫu nhiên ha. Không có đăng ký ha. Còn bạn nào đăng ký thì bấm vào cái bên phải ha. Rồi bây giờ chúng ta cứ chạy nhiệm vụ ha. Mình chạy nhiệm vụ lên level 7-8 gì rồi chúng ta cùng nói chuyện tiếp ha. Chọn Quan Vũ nè. Bỏ qua đi. Rồi bây giờ mình chạy nhiệm vụ lên tới level 6-7 gì rồi mình chỉ tiếp ha. Thôi để chỉ luôn đi. Mấy hôm nay cũng có một cái nick nước ngoài inbox mình xin cái link Công Thành Xưng Đế nên hôm nay mình mở lại ha. Không phải mở lại mà là mình giới thiệu lại một con mới. Mới hay không mình không biết nhưng mà thấy ra server hơn 19 rồi ha. Rồi tính ra nay cũng ngày dưới mình nay cũng 14, 15 gì rồi. Quay cái còn 15, 16 ngày nữa là tới Tết rồi. Nhanh thiệt chứ. Bạn thấy gì không? 3.500m là 3.500 triệu rồi phải. Nó ghi gì mình cũng không biết là nãy giờ. Cái dấu này là 3.5 hay là 3.500. Không biết. Nhưng mà nó ghi sao mình ghi y vậy ha. Mà cái này mà nó bị sai là do ẹt thôi. Còn mình là mình vô phương, mình không biết gì hết. Mình là người vô tội. Đau phần. Rồi lên level cao hơn rồi chúng ta mở tiếp xem những tính năng khác của nó ha. Rồi bây giờ để mình chạy cho lẹ. 5 giờ rồi, lẹ quá. Rồi bây giờ chúng ta tới level 5 rồi ha. Bây giờ mình có thể tự do đi lại rồi. Bây giờ mình bấm vào đây. Vô quyền lợi ha. Mà khoan, ngoài này có hư nè, không biết hư gì đây. Đu, nó cho nè các bạn, Triệu Vân nè, với Tào Nhân. Tỷ mẹ nó cho 130 A-Sep với 130.000 A-Sep với lệnh tướng đỏ. Đù, cho cái lên mút chỉ luôn rồi. Nhưng mà chưa đâu, phần hay còn ở sau nè. Đù, cho thêm vàng nữa nè. Phải. Nhưng mà mình thấy như vậy có nghĩa là nó cho ở đây là rất là nhiều vàng rồi đó.
đầu. Nó cho ai xếp nhiều lắm mà sao kỳ vậy? Cắn chi bây giờ thì cái... Nó đang đi lại được ngon lành. Chủ thần sinh chỉ. Nãy nó cho mấy ngàn vàng mà gần cả 2 triệu á. Nhưng mà ở đây là nó không lên, có nghĩa là vàng ở đây rất là nhiều rồi nè. Tiểu Kiều hả? Trung Du hả? Này là ai đây? Chu Hai hồi đó là mình thấy game này nó rất là nhạt nhòa, mà từ từ nếu mà các bạn chơi thì các bạn sẽ thấy nó cũng không có nhạt nhòa cho lắm, đồ họa cũng được, kỹ xảo cũng ok. Má chỉ ghét luôn á, không có thời gian mà để mở mấy cái kia luôn á. Hoàng Kim Lịch Sử Thiên Lệnh. Trác hả? Nhanh lên được có 1.5 thì kia. Nó đánh về lâu quá, không có kịp cơ hội mà bỏ mấy con tướng vô luôn. Hiện tại thì bên mình cũng đang nhờ một số anh em Việt hóa này nọ ha, đậu rồi dướng rồi hót ra vào lại thôi. Chủ công. Hướng dẫn riết luôn mệt quá. Thì bên mình cũng đang có nhờ một số anh em Việt hóa game cho các bạn ha, Việt hóa chứ mua thêm thâu để cho Tết này chúng ta chơi game ha. Có một số game đi mua và một số game đi lụm ha. Còn nói chung thì cũng có một số anh em bảo là game Sophie mà anh đi sưu tầm được anh về anh bán giá này giá nọ ha. Thì mình cũng đặt câu hỏi đi với các bạn luôn. Thế nhà các bạn có bao giờ ăn rau không? Chứ nhà mình là rau mọc ngoài kế bên nhà luôn á. Cái đám đất kế bên nhà nó tự mọc luôn á, ăn dụng ở đó nó tự mọc. Đó, bây giờ mình ăn không hết, mình đem ra chợ mình bán được không? Các bạn có mua không? Hay giờ hay gì giờ mình trồng rau mình ăn, mình trồng đó, mình dư mình đem bán. Đó là chuyện bình thường mà các bạn. Cũng như giờ mình là một hàng kỹ thuật đi. Mình đi mua gạo đi, các bạn có gạo, ừ các bạn bán thì mình vẫn mua. Thay vì mình không đi làm bên kỹ thuật, giờ mình ngồi ở nhà đi. Mình đi trồng lúa thì tới ngày mình gặt, mình hái, rồi mình sai, mình giả gì kệ mình đó. Rồi tới ngày mà cái đều mình đem ra mình ăn thôi, chứ còn chưa đi mua. Người có cơm, người có gạo thôi các bạn ơi. Ở đây là mình không phải nói gì cho kênh của mình, tại vì kênh của mình cũng là một kênh mà đi
tìm game, sưu tập game đó. Rồi những anh em biết rồi đâu, những anh em đó mới chia sẻ lại ha. Đó. Thì mình up lên cho các bạn chưa biết mà chơi thôi. Má giới thiệu ghét hay bực bội luôn. Biết hồi nãy đừng có ăn cái kinh nghiệm mới được rồi. Rồi sau một hồi chạy thì mình cũng đã thoát được cái Ôi trời má quá trời trong này luôn nè, nó cho nè, có đủ. Ăn chứ ngu dại vậy không ăn. Thấy không, lên 200 nữa mà không thấy được cái gì trong đó luôn á. Chứng tỏ là kim nguyên bảo trong đó rất là nhiều. Rồi vào sự kiện nè ha. Đây 500 ngàn một ngày. Má 500 ngàn mà nó đéo có lên 100 ngàn á, mà nó còn đéo lên được cái này nữa nè. Chứng tỏ đây là khoảng 3 tỷ rưỡi hay nhiều. Rồi vòng quay ha, được 3 lần nè, quay luôn chứ để làm gì. Đá luyện cam nè má. Server này phi cũng hơi bị nhiều á. Đù, bấm một phát nó lên 110 luôn nè, ngu vậy gì bấm. Bấm luôn chứ. Ôi mà thôi, ở đây có nhiều lắm, 3000 4 đèn hộp lệnh đột phá. Từ từ đi. Ồ đây quá trời quà luôn nè, quà nạp nè. Đây tướng ma này nha các bạn. Long hổ mã siêu đó. Đây là gì? Thánh tiễn hoàng trung đó. Tấn công toàn thể gây sát thương phần trăm, sát thương phần trăm, sát thương phần trăm. Đây là sát thương. Chơi này đi. Còn nhận gì nữa không nè? Hết rồi. Đây còn nữa nè các bạn. Đậu quá trời luôn. Hồn Trương Phi luôn. Lệnh đột phá bên kia nhiều hơn. Vì đá màu đỏ. Màu đỏ cung mệnh. Thôi lấy này đi. Thôi lấy hết luôn nè. Ồ, server này phi nhiều dữ ta. Này là chọn luôn được 4 cái nè. Đó, chọn ăn đi rồi nó lên cấp nữa. Đó, xong rồi lượm hết mấy cái này nè. Đồ. Server phi rất là nhiều ha các bạn. Tình mình lướt qua mình thấy server này mình giới thiệu cho các bạn thôi chứ thấy server hơn 19 là cái này chắc cũng nhiều bạn biết lắm rồi, nên bạn nào biết thì cũng đừng có ném đá mình ha. Hay lệnh bài rất là nhiều ha, lượm đi.
Đó, vào đây mà mở lấy đồ vậy ha, quá trời đó. Hoạt động dưới này có đổi gì đây? À, ổi vàng nhiều mà đổi chứ. Nè coi nè, 200 ngàn. Ý, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, bỏ, bỏ, bỏ. Không thấy thuyền giảm luôn thiệt chứ. Nè, mua được 5 mảnh, hốt liền. Kim nguyên bảo rất là nhiều ha, xài thoải mái ha. Úp mỏi tay luôn các bạn ơi. Trời, đồ đỏ nè, ôi đù. Diệt pháo gì đó. Ủa này không phải đồ đỏ rồi. Này là xe gì đó. Xài hồi nãy giờ mà đéo hết được cái ấy luôn trời. Về về ai đây đây. Vô sông hái hái sử tử. Đù hốt liền chứ để làm gì. Đó xuống tiền rồi nè, giờ xuống tiền rồi nè. Này tên gì không thấy. Ăn cái nữa cho nó lên nè. Đó, lên được cấp nhiều, 189, quất thêm cái nữa nè. Đó, được nhiều, cấp 95. Hết rồi, hết rồi. Vô coi VIP có gì không? VIP không có gì ngon hết các bạn ơi. VIP thì chúng ta được có VIP chính nè ha. Còn vàng thì chúng ta được 3.200 triệu. Là được bao nhiêu ta? 3.5 tỷ. Tôn sách nhìn đẹp ghê. Đổi hình. Hồi nãy có được mảnh tướng rồi đâu rồi ta? Đây. Công khai như Chu Yu. Ba đầu quỷ này có tiền mua hết. Má chơi đã quá các bạn ơi. Vô là nó cho tướng ma này nọ đã thiệt chứ. Đó. Đột phá. Ghê quá, ghê quá. Đó, đột phá. Hết hồn rồi. Trinh trung sân sư vũ liệu. Rộng chê thần. Ủa sao ghép không được ta? Trinh trung sân sư vũ liệu. Rộng chê thần dâu y trị.
Ủa, thức tỉnh được luôn nè. Ô đù. Ê, bây giờ mình auto click nè. Nó. Đù. Khai rú chiếu yue, diện chữ sư liu xin. Mảnh đéo biết ghép rồi sao, để mà. Thôi đi đánh thử trận coi. Bị gì trời? Hòa bình mà đậu. Chí đi trở bị bại. Hồng chí. Rồi, video tới đây kết thúc ha. Rồi các bạn tự trải nghiệm game ha. Chứ làm nữa dài dòng quá mà không ai coi cũng vậy. Rồi, kim cương mênh mông ha các bạn, lộn vàng kim mênh mông ha các bạn, tự chơi ha. Bye bye, chào tạm biệt. Nhớ like, share và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rủ thêm bạn bè, dòng họ, bà con, anh em, hàng xóm, cô bác, chú gì gì đó qua subscribe kênh mình ha. Cảm ơn các bạn rất 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 là nhiều. Ừ, hốt luôn quà nạp. Rồi nghiên cứu con này đây. Bye bye, chào tạm biệt. Cái con UC sẽ download những cái link game này nọ, download file gì nó dễ hơn ha. Ở đây mình sẽ lấy một cái file phi tiên 1.2 tỷ hôm qua để làm ví dụ ha. Đó, kéo xuống, ở đây có phần ấy nè ha. Nó kêu chọn đèn giao thông, địt mạ nó, lỡ bấm vô mấy con nhỏ rồi. Quay lại ha. Bấm vô đây. Nó kêu chọn, chọn gì vậy? Chắc chọn cây cọ hay gì vậy? À, xe hơi. Mà xác minh này nọ thì xuống ha, bấm vào cái link dưới này ha. Bấm một lần thì nó sẽ nhảy vào một cái link mới. Nếu mà nó nhảy tab á, thì các bạn lên đây nè, bấm bỏ cái tab bên kia ha, để là cái tab Lotero thôi ha. Giờ ở đây là chúng ta chờ tiếp ha. Rồi, xuống không dây kéo xuống dưới này. Bấm vào lấy link. Nếu nó không nhảy qua tab mới á, thì các bạn cứ để như vậy ha. Còn đây là đâu là cái file nè ha. Đó, xuống kéo xuống đây. Tiếp tục chờ ha, chờ xong rồi bấm vào đây.
Đó, chờ đủ không dây bấm vào. Này nó kêu gì vậy? Đèn giao thông. Ở đây làm gì có đèn giao thông trời. Rồi sau không xác minh xong không phải là robot thì các bạn kéo xuống ha, tạo đường link nè. Bấm vào. Rồi bây giờ chúng ta hết rồi ha, kéo xuống. Bấm vào. Đó, lấy được link ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.